Vâng, Khang Minh GBL xin kính chào toàn thể các bác và toàn thể quý anh em. Ở video tiếp theo trong ngày hôm nay 16 tháng 7, Khang Minh lên một cái clip để test âm so sánh hai con Crow 3600 VZ ở hai đời sản xuất khác nhau. Thì Khang Minh xin được quay giới thiệu hai con Crow này. Đây các bác, con bên trên là con tem nhôm nguồn vàng. Nó chạy 24 con sò vương miện và 8 con tụ Philips màu xám sứ, dòng đời cổ, cực kỳ hiếm. Con bên dưới là con tem giấy đời sau. Nó là nguồn tăng phô màu đen. Nó chạy 12 con sò On Mexico và 12 con sò vương miện. Đó là hai con Crow khác đời nhau mà Khang Minh thực hiện kết nối để Khang Minh test âm so sánh trên cái video ngày hôm nay. Và loa Khang Minh thực hiện đó là một model loa SB212-A. Có một số quý anh em các bác đang hỏi Khang Minh cái cặp loa này nó là bát 30 hay bát 40, thì ngày hôm qua Khang Minh giới thiệu Khang Minh lại quên mất. Nó là full đơn bát 30 dòng đời cao các bác nhá. Nó chạy cái củ bát là 2206HBL, tem đen, từ 22 côn 100, cao cấp nhất của dòng từ thường. Và cái model chép là 2425HS, nó chạy trên các cặp loa ví dụ như 4735X hoặc là VS3115. Cái model bass 2206HBL này nó chạy trên các cặp loa ví dụ như 4722X, 4732X hoặc là AM6212. Hai cặp loa này Khang Minh cập nhật về ngày hôm kia thì hôm qua Khang Minh giới thiệu, và về cùng với nó là cả cặp M Pro MB415 nữa. Ngày hôm qua Khang Minh lên cái video giới thiệu ba cặp loa Mỹ, các bác và quý anh em xem những cái sản phẩm âm thanh Mỹ bãi để nắm bắt được những cái đồ cao cấp tuyển chọn dành cho ca hát biểu diễn chuyên nghiệp mà Khang Minh vẫn thường xuyên cập nhật về liên tục để Khang Minh cung cấp cho mọi người. Thì Khang Minh xin được quay cái tấm biển trước khi thực hiện cái video khá là thú vị ngày hôm nay. Địa chỉ, số điện thoại. Và bây giờ Khang Minh quay ra phía sau này để mọi người cùng nắm bắt được những cái dây rắc kết nối ra hai cặp loa. Đây, cặp bên này có cái băng dính ở cọng dây màu vàng là Khang Minh đánh cho cái con Crow tụ xám sứ 24 con sò vương miện nguồn vàng, gọi là Crow đời đầu đi. Và con bên này Khang Minh vẫn nói là những con đời đầu tụ vương miện, sò vương miện, và con này nó là đời cổ luôn cơ. Và con bên này là cái băng dính màu trắng kia là cái con Crow đời sau nhá các bác nhá, nguồn đen, và nó sử dụng hai loại sò đó. Đây nhá các bác nhá, Crow đời đầu, con Crow đời sau, hai loại sò, tem giấy. Khang Minh xin nói qua về Khang Minh nhận định qua trước cái chất âm chất tiếng của hai con Crow này. Sau đó mọi người sẽ nghe thêm, đánh giá thêm, bình luận thêm, đóng góp ý kiến để chúng ta cùng nắm bắt được hơn những cái thiết bị âm thanh Mỹ bãi, hàng cao cấp, hàng dành cho ca hát biểu diễn giải trí chuyên nghiệp. Trên thực tế các đời Crow thì so sánh về chất âm chất tiếng thì nó không khác nhau nhiều, tức là rất khó nhận biết được nó khác nhau được bao nhiêu phần trăm. Khang Minh có thể nói nôm na dễ hiểu một chút là nó khác khoảng 1/10, 1/9.5 hoặc là 1/10, 1/9 tầm như vậy. Tức là rất khó nhận biết cái độ khác nhau, mà chúng ta chỉ tập trung vào cái độ căng tròn của âm thanh. Cho nên Khang Minh sử dụng một cái bản nhạc mà nó thể hiện rõ nét nhất để chúng ta có thể nhận biết dễ nhất, đó là nhạc mạnh, tiếng bass, để chúng ta nghe thẩm âm lắng đọng và có cảm nhận được một cái sự căng tròn của âm thanh giữa các đời Crow khác nhau. Thì các bác và quý anh em cũng biết là trên Khang Minh thì Khang Minh chuyên tuyển chọn những cái con đời đầu, ví dụ như tụ vương miện, sò vương miện, đời tem nhôm, và những con đẹp xuất sắc thì Khang Minh mới tuyển, ví dụ loanh quanh đẹp 90 hoặc là 90%. Dẫu là biết là những cái con đời đầu mà tuyển chọn được những cái con đẹp xuất sắc như vậy là nó rất là hiếm trên thị trường, bởi vì nó sản xuất lâu rồi, nó không như giống những dòng đời sau. Những dòng đời sau nó mới sản xuất độ 10-10 mấy năm thì nhập này, kiếm này, nhập về rất là dễ, thậm chí là một vài chục con cũng có thể nhập được, và cái độ đẹp của nó thì lại rất dễ, nó không như đời đầu, nhưng không như những cái đời sau. Tại sao Khang Minh lại phải tìm tòi, lại phải nhập những cái con nó khó khăn như vậy, mà những con đời sau nhập về rất dễ,
thậm chí có những con nó đẹp gần như là mới bóc hộp luôn mà Khang Minh lại cứ phải tuyển chọn nhập nó khác biệt như vậy. Bởi vì các quý anh em các bác chơi âm thanh lâu năm, chơi cờ đao lâu năm, thậm chí là có những người chơi có thể nói là gần như là tiền bối về chơi cờ đao, hoặc là các bác chơi quá là già dặn về đồ Mỹ, thì mọi người thường thích những cái con đời đầu, và đặc biệt là phải kiếm những cái con nó phải đẹp xuất sắc. Chứ còn những con rung rúc, những con nó xấu hoặc là nội thất nó không được đẹp, không được long lanh thì nó lại không có giá trị. Thì nó có một cái khác biệt nho nhỏ về cái độ căng tròn của âm thanh. Cho nên hy vọng là Khang Minh thực hiện cái video này để các bác và quý anh em có thể cảm nhận được một phần nào đó nó khác. Rất là khó nhá, các bác và quý anh em cứ chuẩn bị là rất là khó, khó nhận biết lắm. Nếu mà mọi người có thể nghe trực tiếp thì còn có thể dễ nhận biết hơn. Còn quay bằng điện thoại nghiệp dư này, sau đó lại đưa lên YouTube này, nó rất là khó nhận biết. Tuy nhiên là Khang Minh vẫn muốn thực hiện một cái video cực kỳ thú vị này để Khang Minh gửi lên kênh, các bác và quý anh em cùng xem, chiêm ngưỡng và trải nghiệm những cái đồ Mỹ mà có những cái video test Khang Minh cũng nghĩ là rất thú vị. Bây giờ Khang Minh giới thiệu đến hai con cờ đao đánh thẳng ra, hai cặp loa y xì model như nhau, maximum vặn, cả hai con đều vặn maximum. Và bây giờ Khang Minh quay ra phía sau để các bác quý anh em nắm bắt được chuẩn luôn cái ấy nhá, cái đây này đó, cái băng dính màu trắng Khang Minh đánh cho là con bên dưới. Cái video này sẽ hơi dài một chút nhưng mà test âm nhanh thôi, các bác và quý anh em sẽ nghe cùng thẩm âm. Sau đó có một cái bản test âm mà Khang Minh thấy nó rất là hay, mới về Bonedo, sẽ đánh trên cái cặp loa 212 chữ A này. Cái cặp loa này nó rất là ít và rất hiếm trên thị trường các bác nhá. SP 212 chữ A full đơn bass 30. 4722X nó đã hay rồi, nhưng cặp này nó sở hữu cái con chép cao hơn 4722X, đó là 2425HS. Con chép của 4722X thì là 2417H. Đó, Khang Minh xin giới thiệu qua về các sản phẩm nó nhiều thứ như vậy. Bây giờ Khang Minh quay này, con dưới cùng này, đây, con tem giấy nhá các bác nhá. Con này là hai loại sò và đời nguồn đen. Con dưới cùng, đó, mọi người thấy không? Và đây, cái băng dính này chính là cái kết nối với con dưới cùng đây. Và cái dây đánh thẳng từ điện thoại ra. Cái điện thoại bên phải này, điện thoại màu đen này, đánh cho con bên dưới cùng, con cờ đao đời sau đấy. Và đây là cái con bên trên, cắm cho nó chắc đã. Đây, đây nhá, con bên trên là con đời đầu nhá các bác nhá. Đây, dây của nó đây. Đây, mọi người thấy không? Cái băng dính màu vàng đây trên nhá. Đó, là con bên trên. Cái rắc này nó hơi lỏng, Khang Minh nhấn lại cho nó chắc. Đây là con bên trên, con cờ đao đầy đầu. Và dây đây. Đây, dây Khang Minh đánh thẳng từ điện thoại ra. Đây là đánh thẳng này, dây 3.5. Và cái điện thoại màu trắng này. Đó, bây giờ mọi người chuẩn bị tay phone, Khang Minh mở bản nhạc mạnh, mà mở là mở mạnh luôn. Các bác và quý anh em chuẩn bị không là giật mình. Bởi vì test âm kiểu này là chúng ta sẽ nghe cái âm thanh tiếng bát nó đánh đầu tiên dã vào, chứ không thể cho nhỏ sau đó Khang Minh cho to được, bởi vì như thế thì nó không chuẩn. Các bác và quý anh em nghe, Khang Minh sẽ đánh cái cặp bên này, tức là cái con cờ đao đời đầu. Con bên tay phải Khang Minh đang chỉ là con cờ đao đời sau, tương ứng với hai chiếc điện thoại bên tay phải, bên tay trái. Cả hai chiếc điện thoại này y xì model, không khác nhau về số ghi và cũng không khác nhau về model điện thoại gì cả, iPhone 6S Plus. Cho nên là nguồn nhạc Khang Minh chọn trên kênh YouTube cũng y xì như nhau, không thể nào mà khác nhau về nguồn nhạc, hoặc là không thể nào mà khác nhau về dây jack, y xì như nhau. Một cái những cái bản test âm quen thuộc mà Khang Minh kết nối nó rất là kỹ càng để đưa ra một cái chất âm không thể khác nhau được. Chỉ khác nhau về cái thiết bị mà ý định Khang Minh muốn test âm để so sánh.
Khang Minh đã vặn, vừa nãy đã quay, đã các bác đã nắm được rồi, maximum. Maximum, hai con maximum. Rồi đúng rồi. Bây giờ cái điện thoại thì Khang Minh khống chế âm lượng to hết cỡ này. Sau đó Khang Minh sẽ giảm 3 lớp, 1 2 3. Bởi vì cho to hết cỡ thì cái công suất nó rất là kinh khủng. Cái cặp loa này thôi, nó tuy thế này thôi nhưng nó không hề đơn giản. Công suất trung bình 600W trên một chiếc loa 8 ohm. Bấm lại nha các bác nha, để các bác thấy này. Đây là con đời đầu, giảm 3 lớp. 1 2 3. Bây giờ mở luôn, Khang Minh mở luôn, các bác chuẩn bị không là giật mình nhá. Mở này, bật lên. Rồi, bây giờ sang con Crown đời sau, hai loại sò, nguồn đen, to hết cỡ này, và giảm đi 3 lớp, 1, 2, 3. Play. Khang Minh muốn mở chỉ khoảng độ 10, 15 giây thôi. Cái ngay cái đoạn đầu thôi. Các bác lắng đọng nghe một chút xem là cảm nhận cái độ căng tròn của âm thanh nhá. Con đời đầu này. Con đời sau các bác nhá. Ding 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 ding
vọng là các bác và quý anh em sẽ có những cái comment, có những cái lắng động để thẩm âm thật là chuẩn, cố gắng một chút, đưa ra một cái nhận xét dưới cái bình luận trên video này của Khang Minh. Cái độ Khang Minh chỉ muốn nói tới cái độ căng tròn của âm thanh. Đó là hai con crown mà Khang Minh test âm. Bây giờ Khang Minh test thêm một cái bản nhạc Bolero này nữa. Cái bản nhạc bản này của vợ chồng nhà Hoàng Thục Linh rất là hay. Chỉ với hai cây guitar thôi có thể các bác và quý anh em nghe rất là hay, tan chảy triệu con tim. Mời mọi người chúng ta đeo tai phone nghe cái bản rất là hay Khang Minh vừa mới nghe được trong buổi tối ngày hôm qua thôi. Khang Minh sẽ rồi cho to như vậy, ok. Khang Minh mở bằng cái con crown đời đầu đấy nhá các bác nhá. Đây con bên trái đây, ok nhá, bắt đầu. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đêm mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt nhiều gần mà sông thương lắm, khi mưa làm con ta nhớ mãi ngày qua, những con phố xưa vẫn đang thắp đầy chờ những đôi vai ngoan em, sợ chờ đầy mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn yêu buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Đường vào tim em bao con sóng, để tình anh xa bên xuân hoa mộng. Trái tim em muốn đời lạnh lùng, trái tim mùa đông. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đêm mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hát nhiều bên ngoài sông thương lắm, khi mưa làm buồn ta mãi ngày qua, những con phố xưa vẫn đang thầm đợi chờ những đôi vai ngoan em, sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố. Thật là tuyệt vời, một bản nhạc mà Khang Minh thấy nó rất là hay, lắng động, đó là Người tình mùa đông của vợ chồng nhà Hoàng Thùng Linh. Tan chảy triệu con tim luôn. Cái địa chỉ và số điện thoại Khang Minh quay trước khi dừng video. Các bác và quý anh em cho thêm những comment bình luận và cho Khang Minh một like nhá. Đó là FP212-A. Nói chung là rất là cao cấp về chất âm, nghe cả ngày không chán những cái bản nhạc mà nó hay, nó quyến rũ như thế này. Đó là cái bản test âm rất là thú vị trên cái clip rất là dài mà Khang Minh thực hiện ngày hôm nay 16 tháng 7. Khang Minh xin cảm ơn các bác và quý anh em đã xem clip. Xin hẹn gặp lại các bác và quý anh em ở những video lần sau.